Hai cả nhà, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi cả nhà ơi. Ni đã lên tiếng, Ni đã lên tiếng nói hết sự thật là và tát thẳng vào cái anh bóng hai mặt chơi bẩn chơi điếm cả nhà. Ni vừa viết một status khá là dài nói hết sự thật về cái anh này. Cái anh này anh vừa bóng mà anh vừa điếm, mà anh vừa thúi, mà anh vừa bẩn, mà anh vừa hai mặt, mà anh vừa đàn bà đó. Đi viết thế nào ha, ông đọc cái nhà xem nha. Gửi đến anh, hôm qua chuyện anh nhắn tin cho con nhỏ ngầm ý là tôi hiểu có chuyện rồi. Là có nghĩa là nhắn tin cho Hầu Loan nói này đó kia là Ni biết có chuyện rồi, tại vì Ni là hộ pháp mà cái gì Ni không biết, Ni cảm nhận được cái chuyện gì hay lắm. Bởi vậy Ni luôn dè dặt không cho con mớp mớp mớm nó tiếp xúc người này tiếp xúc người kia nhiều là chỗ đó, đó. Bà mớm bà dễ lắm, ai nói gì cái bà khai hết à, ai nói gì cái bà tâm sự người ta hết à. Đó. Chuyện cái bàn thờ không chịu giải thích với má ba và người nhà đi cho êm xuôi giờ làm ba cái trò mèo đó. Cái bàn thờ xong giải thích với người ta đi mà làm những cái trò mèo rồi dứt tình dứt nghĩa dòng lon không đón đâu cần, không đón đâu cần. Có thằng anh vậy giúp mẹ rồi, có thằng anh là có ăn nó lợi dụng mình không, lợi dụng từ ba mình về tới mình thì cần làm của mẹ gì đúng không nha, lợi dụng từ ba mình tới mình, ba mình là người ân của nó mà nó còn chơi bẩn như vậy thì đối với mình đó. Mình có thằng anh vậy tối ngày mình chỉ thiệt thôi chứ có lợi đâu, khi mà gặp chuyện không có thấy mặt anh đâu, còn dành công dành cá thấy mặt anh rồi giờ tới rồi dùng truyền thông để đẩy nó đi xa trong khi làm sao khỏa lấp sự thật. Chuyện anh bơm hàng mỹ phẩm đã trả cho người ta chưa? Đó, chuyện bơm hàng mỹ phẩm à. Chuyện anh nhờ chạy nguồn hàng tồn kho lâu năm của anh không bán được, anh tốt dữ chưa? Đó, có nghĩa là hàng của ảnh đi tồn kho. Anh nhờ bán giùm, anh nhờ có mớm bán giùm ẩm. Rồi bây giờ quay qua chửi con người ta, quay qua chửi con người ta. Anh nói với tôi là em lo chuyện pháp lý cho Hồng Loan, còn chuyện kinh doanh để anh lo. Cách anh lo cho Hồng Loan đó hả? Cách anh lo là giả bộ lo lo đặng cộng đồng mạng ủng hộ mình, cái khi thấy nhỏ bán được cái bắt đầu đè nhỏ xuống, có khi bán được cái mướn người khác đạp nhỏ xuống giả bộ anh lo cho em cái cộng đồng mạng thấy vậy anh này tốt quá vô ủng hộ mua hàng giùm, cái tới chừng nhỏ bán hại được hàng cái kiếm người chà đạp trên dự nhỏ. Nghe lo dữ chưa, lo dữ rồi đó. Đó, tôi để đó chưa nói chuyện, 1 năm qua lợi dụng hình ảnh cả cha lẫn con để trục lợi cho mình. Tôi nói chính xác không, nói chính xác không, con nuôi nuôi cũng chẳng qua là lợi dụng thôi. Lợi dụng cậu thì lợi dụng con mớm, cậu thì lúc cậu thì lợi dụng định xóa ngôi cậu lụm luôn má nuôi luôn. Giờ tới cũng lợi dụng mớm thôi, tự nhiên cái chuyện pháp lý con mớm mà Hà Nội tiểu không được, không để cho con mớm đi mà để cho một mình mi ni đi, trong khi câu chuyện là câu chuyện của con mớm mà để cho một mình ni đi, bắt con mớm ở nhà quay MV đưa lên kênh YouTube mình để lấy tiền ăn. Và bây giờ cái nó không cần xó, ủa tiền ăn hết rồi lấy đâu mà không cần thì trả cho nó đi, chia phân nửa đi, cưa phân nửa đi rồi mới nói là không cần đúng không đó. Đâu rồi tới đâu rồi trên kênh YouTube anh trục lợi bao nhiêu, anh làm MV anh sang chuyển sao anh cũng nhận 40 triệu. Phát trên kênh ai, chuyện làm YouTube có bao nhiêu, anh nói con Hồng Loan mở kênh YouTube riêng nó không, chuyện gì anh nói có thì nói nha anh bóng. Cái bàn thờ tôi nể tình để đó nhắn tin cho anh và bình tin lo, chứ tôi thỉnh về rồi đăng lên phay thì ra hệ thống gì nữa. Ni nói đúng, Ni là người ngoài đúng không, chẳng lẽ giờ Ni mua bàn thờ cho cậu Năm thì hai đứa con nuôi ra hệ thống gì nữa, hai người con nuôi là nổi tiếng trong xã hội mà để cha nuôi mình thiếu cái bàn thờ, chẳng lẽ pháp lý đi lo hết nhà cửa tủ lạnh Hồng Loan là đi mua hết, bây giờ có cái bàn thờ mà hai người con nuôi lo không nổi là đi mua luôn rồi người đời coi hai người con nuôi ra hệ thống gì nữa. Anh thỉnh bàn thờ trước rồi phong sau nó em nhắn tin 38 triệu anh có trả lời không, không, trong khi chuyện gì nó cũng nhớ nói cho anh của mình biết Hồng Loan gì cũng gì cũng anh bấm gì anh bấm lo con động chờ lắm. Khi hỏi bình tin
nó chuyển cái rẹt cho ngày hôm sau, rồi từ đó nó ngại chuyện tiền nong với anh luôn đó. Là hỏi chị ba là chị ba chuyển tiền cái rẹt cho ngày hôm sau luôn, và từ đó là chị ba làm ngán tiền bạc với anh Bóng luôn, ngán tiền bạc với anh Bóng luôn đó nha, không dám nói nữa. Anh Bóng là phái phái thể hiện lắm, anh lo cho em là của anh, ai đụng tới mấy em là đụng tới anh đó. Vậy chứ sau lưng anh Bóng làm những chuyện hú hồn hú vía không đó nha. Anh quân tử và sống nghĩa khí lắm sao, kéo cả nhóm ra BR cho gì sọt của anh. Anh xa chuyển phản anh 10 triệu cũng nỡ lấy, trời ơi, kéo nguyên một đòn ra ngoài gì BA cái gì sọt của anh Bóng, mà anh xa trả thêm 10 triệu tiền, giống như mình lỡ du lịch mình chơi trả 10 triệu cũng xè tay lấy luôn. Trời ơi, công nhận sang thiệt luôn. Anh Bóng chơi đã, anh bóng chơi giống kiểu ông nội tới, anh bóng chơi kiểu cha tới đây anh Bóng hả. Bích Trâm đưa 200 đô anh cũng lấy, nói nghe nè, tôi nhịn anh vì Hồng Loan đã khóc nhiều lần với tôi, cả Bình Tinh cũng khuyên tôi thôi chị Ni đừng nóng, thương em nha chị Ni. Ông có những người anh em mà biết trân trọng lúc này cũng chà đạp người khác để đưa mình lên đỉnh, đã sẵn sàng chà đạp người khác để lên đỉnh, vũ người ta ra ngoài gì sọt mình bia cho mình, mà anh Sa đưa 10 triệu lấy luôn, Bích Trâm đưa 200 đô lấy luôn, mà cái tiền mà ta bia cho mình không trả thằng ta. Quá trời, bóng người điếm nữa, ghê, ai chơi nổi vậy chơi bấm bóng. Bớt vị tạo cái vẻ bên ngoài, tôi trả nợ gì anh ân tình cả, nhưng anh nợ tôi cái ân tình đêm kinh hoàng đó. Để chuyện pháp lý êm xuôi, cuộc sống Hồng Loan yên ổn, tôi cũng trả dành công, người ta sẽ quên tôi trong một lúc nhạc. Tại anh không nghĩ tới thôi, còn anh nghệ sĩ ưu tú, lấy đã khó, giữ gìn càng khó. Còn nữa, sự nghiệp anh đánh đổi à? Chuyện BH, anh bị lôi kéo vào, anh kêu Hồng Loan lấy hợp đồng lên đính chính cho anh. Chuyện này trong nhà ai mà không biết. Vụ án phiên tòa ngoài Hà Nội, anh biết có doanh thu từ hình ảnh của ba Hồng Loan. Tòa án tuyên án Hồng Loan hoàn toàn là chủ hợp pháp bảo vệ hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Từ công ty BH, anh được một phát lên nút gì? Từ nhờ hình ảnh cậu mà được một phát lên nút gì? Nút vàng hay nút bạc hay nút gì? Nút kim cương hả? Rồi giờ phản hả? Nó không cần này kia à. Tới đâu rồi? Anh đánh đổi kiểu gì? Hay anh muốn Hồng Loan lấy danh dự cho anh? Gì? Ngài công an quận Phú Nhuận kêu tôi là ai khi tôi trong quy giáo dọn đồ bà Sáu ra ngoài, anh sợ xanh mặt nè. Anh nói tôi là và Hồng Loan là khai bạn bè với nhau không dính với anh đó, có nghĩa là ngài công an Phú Nhuận hỏi Ni là ai. Anh Bóng sợ xanh mặt, anh Bóng nói là Ni là bạn của Hồng Loan, chứ anh Bóng không dám khai hà làm anh Bóng là cái người mà đem đi đến để giúp cho Hồng Loan. Nếu mà anh Bóng khai vậy thì má con ve sẽ khai tất cả những gì anh Bóng làm sau lưng đó, nên anh Bóng rất là sợ cái nhà đó. Ghê chưa. Hy sinh đó để đó so sánh hai chuyện song song cho mọi người nắm chi tiết, nhấn mạnh hai chữ con nuôi không giống nhau, giờ nhấn mạnh để làm gì, ngụy ý nói cho mọi người nghe, anh chờ phiên tòa đi, anh không xứng đáng là một con người, một người con nuôi của chú Năm. Xì ta tốt trước mắt xin lỗi Trinh, sau đó tới má Tư, Bình Tinh, anh Sang, Linh Tý, Bích Trâm, Hồng Loan, Ni không giấu được. Đã có nghĩa là Ni đã suy nghĩ nhiều lần rồi, Ni mới viết cái bài viết này để mà lột mặt nạ cái anh Bóng này luôn. Anh Bóng này quá bẩn cái nhà, mặt một mặt đi đêm với mẹ cô nhà cá, một mặt thì giả bộ đem đi đến giúp Hồng Loan, giờ đến người ta hỏi, có ba hỏi là ai thì có mẹ cô nhà cám đó không dám nói là quen biết Ni, nói Ni là bạn của Hồng Loan, Hồng Loan bạn đi hồi nào đã, ghê chưa. Vũ người ta ra BA kinh gì sọt của mình, rồi người ta trả 10 triệu lấy luôn, 200 đô lấy luôn, rồi đi hát về cái kinh lấy bên hợp đồng của bên kia đưa vô kinh mình, được nút gì, được bao nhiêu tiền giếm luôn.
Diếm luôn, thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa cả nhà? À, bây giờ mà nói tới tiền bạc đó với anh Bóng là nghe mệt. Bởi vì quả báo tới rồi. Bây giờ ngồi lẻo dưới sau lưng chị Bông á, để mà cho chị Bông ngồi dưới hình tượng như hình sáp vậy, để chị Bông livestream à, để coi những người ta vô ta bình luận thế nào ha. Đọc bài viết này của Ni đúng là người rất tuyệt vời. À, 10 người như anh Bóng không làm được gì Ni, chúc sức khỏe. À, ghê quá anh Bóng ơi, nhục quá anh Bóng ơi. À, không ngờ anh hèn đến mức vậy. À, võ dịch bân à, rồi xong thú quắc luôn. Chị đã nhịn những chuyện này rất lâu rồi, đúng rồi chị Ni á. Chị Ni bỏ qua hết lần này tới lần nọ cho anh Bóng cái nhà. Từ cái vụ mà bảy màu ghi âm nói xấu Ni, rồi vu oan giá họa cho Ni, rồi đẩy Ni đi, rồi nói Ni là đòi vô cướp nhà cướp cả Hồng Loan, đòi xóm nôi, đòi hất chân hất cẳng là Ni vì Hồng Loan, vì đại cuộc, vì má tư. Ni đã bỏ qua cho anh Bóng hết lần này tới lần khác, nhưng mà anh Bóng không lấy làm mang ơn, không lấy làm cảm tạ trước những cái tình cảm của Ni, mà anh Bóng lấy những cái đó làm một cái âm thầm nữa, tiếp tục để mà hại Ni nữa. Anh Bóng nghe không? Anh Bóng giống như là một con quỷ đội lớp người cái nhà, giống như quỷ đội lớp người chứ không phải người ta. Đó Ni bỏ qua lần hết lần này lần khác mà không có thấy mình xấu hổ, mà âm thầm nặng lẽ tiếp tục để chơi đi nữa, hết lần này tới lần nọ. Ni mà không được cậu mang đến thì Ni tổn thương thương Ni đã bỏ đi từ lâu rồi, chứ không phải mà ngồi ở đó đâu cả nhà. À, chính vì cậu khiến Ni ở lại chứ Ni là bị tổn thương khá nhiều. Tại Ni với Hồng Loan vốn nghĩ không bà con dòng họ, không có nợ ân tình gì hết, mà Ni đến giúp Hồng Loan nhiệt tình như vậy. Một thằng anh Bóng mang tiếng là con nuôi, mang tiếng là anh nuôi, mà năm lần bảy lượt định đẩy cái người giúp đỡ em mình đi ra ngoài, định hại cái người giúp đỡ em mình, và năm lần bảy lượt cho người chù dập em mình. Cả nhà thấy có xứng đáng không cả nhà? Có thấy đau không? Quá mắc cỡ anh Bóng ơi. Trời ơi, tôi nại anh Bóng, tôi nại luôn. Trời ơi, cỡ quá. Thôi, dẹp.